Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về chân dung Lan Phương, người vợ tài sắc vẹn toàn của diễn viên Mạnh Trường. Lan Phương và Mạnh Trường vốn là bạn học cấp 2, cô nàng hoạt bát, vô tư, sinh động, tự tin. Còn anh là một chàng điển trai, hiền lành, lãng mạn, tự ti. Ngầm yêu mến Lan Phương, nhưng phải lên cấp 3, Mạnh Trường mới dám thổ lộ tình cảm với cô và nhận về sự thẳng thốt duyên khó tả: mày yêu tao thật á? Mạnh Trường bảo thở dĩ mãi anh mới đủ can đảm để tỏ tình, vì anh luôn mặc cảm mình thua kém với Lan Phương. Dù chưa bao giờ được liệt vào hàng hot girl của trường, nhưng tính cách sôi nổi, tốt bụng, hết mình vì bạn bè, sự thông minh, sắc sảo và đôi mắt sáng ngời của Lan Phương khiến cô luôn có nhiều cái đuôi đeo bám. Rời mái trường phổ thông, Mạnh Trường đặt chân vào con đường người mẫu, trong khi Lan Phương được gia đình thu xếp đưa sang Đức định cư, sắp đặt sẵn một tương lai sáng lạng ở trời Tây. Mạnh Trường khi ấy đã không dám giữ bạn gái bên mình. Một chàng trai trẻ chưa trưởng thành, chưa có sự nghiệp, thân thế không có gì, tiền bạc cũng không, lại theo đuổi giấc mơ nghệ thuật phù du, biết lấy gì để đảm bảo cho tương lai của bạn gái. Thế nên, khi tiễn Lan Phương ra phi trường để sang Đức, chàng trai trẻ đau đớn, xác định sẽ mất người yêu mãi mãi. Xong, điều bất ngờ đã xảy ra, Lan Phương xách vali rời khỏi dòng người trở lên máy bay, quay lại tìm Mạnh Trường, ôm chầm lấy anh và bảo: em không thể xa anh được. Ở tuổi đôi mươi, Lan Phương đã dám trái ý bố mẹ, hủy bỏ chuyến bay đổi đời để ở lại bên chàng trai không có tương lai như lời nhận xét của người thân. Lan Phương cũng tin rằng tình yêu của cô và Mạnh Trường có sự xe duyên của số phận. Nếu không, cô không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí và sự cương quyết táo bạo đến thế để xách vali ra khỏi phi trường vào ngày hôm ấy. Ít ai biết, sự nghiệp điện ảnh rực rỡ của Mạnh Trường sau này bắt nguồn từ chính Lan Phương. Thấy bạn trai làm người mẫu bấp bênh, lại hiểu sự khắc nghiệt với tuổi thọ ngắn ngủi của nghề này tại thị trường Việt Nam, Lan Phương khuyên Mạnh Trường lên thi vào đại học sân khấu điện ảnh để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Năm 2008, ở tuổi 23, trong ngày thi tốt nghiệp cuối cùng, đúng trận bão lũ lụt lịch sử của Hà Nội, Mạnh Trường và Lan Phương lên duyên vợ chồng. Họ cưới nhau khi cả hai đều chưa có gì trong tay, cưới nhau đúng nghĩa chỉ bằng niềm tin. Nhưng sau 10 năm kết hôn, họ vẫn đang sống với nhau bằng niềm tin. Khi Mạnh Trường vụt sáng thành ngôi sao màn ảnh nhỏ, được mệnh danh là soái ca ngôn tình cùng với Hồng Đăng, sở hữu hàng triệu fan hâm mộ là nữ giới, Lan Phương vẫn là cô gái vô tư, đơn giản như ngày nào. Cuộc sống họ bắt đầu từ những xáo trộn khi Lan Phương bị những khán giả kém duyên chê bai về nhan sắc. Họ bảo vợ chồng Mạnh Trường, Lan Phương không đẹp đôi. Họ chê Lan Phương không xứng với thần tượng của họ. Rồi họ so sánh Lan Phương với những bạn diễn nữ xinh như mộng của Mạnh Trường để chẹp miệng tặc lưỡi. Cô buộc phải thay đổi, quan tâm chăm chút tới ngoại hình. Nhưng Lan Phương bảo không phải cô thay đổi để chiều lòng fan hâm mộ của chồng hay để canh chừng chồng trước bẫy tơ nhện răng mắc khắp nơi của biết bao cô gái trẻ trung, xinh đẹp ngoài kia. Chỉ đơn giản là cô muốn giữ hình ảnh cho chồng mà thôi, còn giữ chồng cô chưa từng nghĩ tới. Mạnh Trường, tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Trường, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1985 tại Hà Nội. Anh là một nam diễn viên và là người mẫu Việt Nam, được biết đến với nhiều vai diễn trong phim truyền hình và một số phim điện ảnh, phim video, truyền hình, ngắn tập. Anh từng giành được giải siêu mẫu ăn ảnh tại cuộc thi siêu mẫu năm 2004. Nhưng Mạnh Trường nhanh chóng rẽ lối sang nghiệp diễn xuất với nhiều vai diễn ấn tượng trong nhiều phim truyền hình. Mạnh Trường có diễn xuất khá đa dạng và nhiều màu sắc với nhiều vai diễn có hoàn cảnh khác nhau. Những bộ phim thành công mà Mạnh Trường từng thể hiện có thể kể đến như Đường lên Điện Biên, Bí mật Tam Giác Vàng, Hoa nở trái mùa. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.